mình là về kiến trúc, cho nên chúng ta sẽ học bộ vi sinh lý với khía cạnh là cái người lập trình học, người lập trình học, tức là chúng ta sẽ học dưới góc độ là mình nhìn thấy cái gì bên trong vi sinh lý để chúng ta có thể lập trình được. Thì thứ nhất là chúng ta sẽ nói về tổ chức của thanh ghi CPU nha, tổ chức thanh ghi CPU thì nó chính là cái phần này nha, phần này. Tuy nhiên trước đó đó thì chúng ta cũng nói một chút về về tại sao chúng ta gọi là CPU là nó lại phức tạp, tại sao CPU phức tạp, thì chúng ta sẽ giới thiệu một chút về cái phần này nha. Rồi sau đó thì chúng ta nói về các thanh ghi, và có thể nói là thanh ghi là cái phần rất là quan trọng và các em nên 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 để ý kỹ nha. Để ý kỹ là vì sao? Vì sau này khi mà chúng ta lập trình bằng hợp ngữ thì chúng ta sẽ phải hiểu, ta phải hiểu về chức năng của các loại thanh ghi, về đặc tính, về độ lớn, về chiều dài, về tên gọi để chúng ta sử dụng cho đúng nha, sử dụng cho đúng. Thì vi xử lý mà chúng ta học là vi xử lý Intel, thì đây là một cái họ vi xử lý mà nó rất là phổ biến, dùng rất phổ biến cho các máy tính trên toàn thế giới nha, trên toàn thế giới, và các thế hệ máy mà các em dùng hiện nay thì chủ yếu là chúng ta dùng Intel đó. Thế còn x86, x64 là cái gì? Thì x86 người ta dùng để chỉ các cái vi xử lý của Intel, và sử dụng thanh ghi từ 64 bit trở xuống, 64 bit trở xuống, tức là những cái vi xử lý 16 bit, vi xử lý 32 bit. Thí dụ như vi xử lý mà dùng trong bộ xử lý dùng trong PC đầu tiên thì chúng ta có vi xử lý 8088 chẳng hạn. 8088 thì đó là vi xử lý 16 bit nha, vi xử lý 16 bit. Đó. Rồi đến cái vi xử lý cao cấp hơn là vi xử lý 286, dùng trong các máy 286, vi xử lý 386, 486 nha. 386, 486 thì đó là những vi xử lý 32 bit. Thì các vi xử lý đó thì người ta gọi chung là x86. Tập lệnh của các vi xử lý này là giống nhau, giống nhau, và nó có tính tương thích ngược, tương thích ngược, tức là cái vi xử lý 32 bit thì nó có thể chạy được những cái chương trình mà chúng ta viết bằng tập lệnh của vi xử lý 16 bit. Tức là thí dụ các em chạy chương trình trên hệ điều hành trên trên chạy trên máy tính Windows ngày xưa, chúng ta chạy bằng vi xử lý 286 nha, 286 thì cái vi xử lý đó nó vẫn có thể chạy những chương trình viết trên những cái máy 8088 chạy 16 bit. Đó, nó tương thích nha, tương thích ngược. Thì chính vì cái tính tương thích ngược đó cho nên là máy 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 tính Intel nó có một cái lợi điểm, tức là ngay đến đến thời điểm này chúng ta vẫn có thể chạy những chương trình rất cũ trước đây. Vì vì cái thanh ghi nó tương thích. Đó. Sau này thì chúng ta có những cái thanh ghi, những cái vi xử lý mà cái khả năng xử lý nó mạnh hơn là những thanh ghi mà nó là 64 bit nha, 64 bit, thì lúc đó chúng ta gọi là x64 nha, x64. Thì cái phần mà chúng ta học về các thanh ghi của bộ vi xử lý ấy, thì mình sẽ nói rõ x86 thì cái họ thanh ghi ra làm sao, và 64 thì nó mở rộng như thế nào và nó bổ sung những thanh ghi như thế nào. Để khi mà chúng ta lập trình bằng hợp ngữ thì các em muốn cái chương trình mình chạy trên cái nền tảng nào, muốn chương trình mình chạy trên nền 86 hay là nền 64 thì chúng ta dùng thanh ghi cho nó phù hợp nha. Đó là giới thiệu về các thanh ghi của vi xử lý. Phần thứ hai của chương này là chúng ta giới thiệu về về tập lệnh của máy nha, machine instruction. Thì khi giới thiệu về tập lệnh của máy á, thì chúng ta sẽ nói tổng quan về về cái định dạng của tập lệnh, định dạng về lệnh, lệnh của vi xử lý, định dạng về lệnh nha. Tức là các em biết là khi bình thường khi mà chúng ta viết bằng ngôn ngữ cấp cao á, thì các em chỉ biết là ví dụ ngôn ngữ C chẳng hạn, thì các em học ví dụ viết lệnh trong C thì chúng ta học về các statement. Statement là các câu lệnh, nó các phát biểu trong ngôn ngữ C, thì mỗi một phát biểu như vậy thì được xem là một lệnh nha, xem là lệnh. Nhưng mà cái lệnh đó khi được thực thi ở ở ngôn ngữ cấp cao á, thì nó sẽ phải dịch ra thành các lệnh dưới dạng ngôn ngữ máy thì bộ vi xử lý nó mới thực hiện được đó. Thế thì trong cái phần thứ hai là cái phần học về machine instruction á, thì chúng ta sẽ tìm hiểu xem là như vậy thì cái format, tức là cái lệnh máy thì nó có dạng như thế nào nha, dạng như thế nào, và khi mà người người kỹ sư người ta thiết kế bộ vi xử lý á, thì người ta phải cân nhắc để lựa chọn các
các cái cấu trúc lệnh đó làm sao cho nó hợp, để làm sao cho cái tập lệnh nó vừa đủ, cái chiều dài lệnh nó không quá lớn. Như vậy thì cái việc cái chương trình mà mã máy á, nó sẽ tiết kiệm ô nhớ hơn và nó có thể là chạy nhanh hơn. Đó là cái phần thứ hai chúng ta học về machine instruction. Phần thứ ba thì phần này thì thực phần này cái tên của nó là x86 memory segmentation. X86 memory segmentation. Ở chỗ này. Phần thứ ba, phần thứ tư thì hai cái này thực ra thì trong trong slide bài giảng và slide tôi cung cấp cho các em thì tôi mô tả đầy đủ trong đó, là vì cái tài liệu này thì tôi có dùng để tôi dạy cho các cái lớp ở khóa trước, từ khóa khóa 15, 16 các khóa trước. Đó. Nhưng mà các khóa sau này thì tôi có biên tập lại, tôi có biên soạn lại, tôi bổ sung cái thanh ghi 64 và chúng ta có thể lập trình trên các cái máy 64. Và khi lập trình máy 64 thì các em sẽ lại các em sẽ thấy là cái tổ chức bộ nhớ của x86 mà theo kiểu 8088 trước đây á, thì nó cổ điển rồi, và chúng ta gần như bây giờ lập trình thì không dùng đến nữa, không dùng đến nữa. Cho nên là lát nữa khi mà nói đến phần đó đó thì tôi chỉ nói qua để các em hiểu là 86 thì người ta tổ chức bộ nhớ như thế nào và tại sao người ta phải làm như vậy, để nếu như các em đọc ở trên mạng mà các em thấy cái chương trình người ta viết theo cái kiểu đó thì các em hiểu tại sao nha, các em hiểu tại sao. Còn những chương trình mà ta viết sau này á thì chúng ta sử dụng cái mô hình bộ nhớ, nó là mô hình bộ nhớ phẳng, là chúng ta không có chia theo kiểu phân đoạn nữa, thành ra cái lập trình bằng học ngữ nó cũng nhẹ nhàng, nó đơn giản hơn, đơn giản hơn. Tức là cái phần thứ ba này đó thì trong trong slide bài giảng mà tôi cung cấp cho các em thì các em thấy mô tả đầy đủ nha, đầy đủ, và nếu mà thích thì các em có thể đọc. Tuy nhiên tôi nhắc lại là bây giờ chúng ta lập trình là trên những cái hệ máy thì nó là 32 hoặc 64 bit rồi, cho nên cái tổ chức bộ nhớ đó nó không còn sử dụng nữa nha. Chúng ta chỉ nói về về mặt lịch sử thôi để mình biết là nó người ta đã từng làm như thế. Đó là tổng quan về nội dung của bài học. Cho nên bài học này thì chúng ta có thể học nó nhanh thôi, nhanh, nhưng mà tôi nhắc lại là cái phần thanh ghi là cái phần chính của bài này và các em cần phải nắm rõ nha, nắm rõ. Bây giờ chúng ta nói phần thứ nhất, chúng ta nói về CPU complexity. Ở dĩ vì xử lý nó phức tạp là vì sao? Vì trong quá trình hoạt động của nó đó thì nó về về mặt tổ chức thì các em biết là hiện nay là để tăng tốc độ hoạt động của vi xử lý thì người ta dùng cái giải pháp là đa nhân, multiple core, đa nhân, để người ta không phải tăng xung nhịp quá cao. Tại vì khi tăng xung nhịp quá cao thì cái tiêu thụ năng lượng trên bộ vi xử lý nó sẽ lớn và như vậy vi xử lý sẽ nóng. Nên ngay trong cái bài thứ nhất khi các em học về về CPU performance, các em có thấy là những năm sau này khi mà người ta đưa ra những cái vi xử lý mà dùng nhiều nhân á, thì mục tiêu là để làm để người ta tăng tốc độ, tăng cái performance của toàn bộ hệ thống, nhưng mà không làm tăng tăng cao cái năng lượng tiêu tán nha, và người ta cũng không quá không cần phải đẩy đẩy xung nhịp lên quá cao. Là vì thực ra đẩy xung nhịp lên quá cao á, thì người ta phải giải quyết rất là nhiều vấn đề liên quan mà có thể có khi là hiện nay người ta vẫn chưa giải quyết được. Đấy, các em biết đẩy xung nhịp CPU lên cao á, thì cái xung nhịp mà truyền giữa bộ vi xử lý và bộ nhớ bên ngoài á, trên hệ thống bus á, thì cái đó nó không 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 cao được, nó không cao được, tại vì cao thì nó nhiễu, nó ra gây nhiễu, và cái nhiễu đó thì rất là khó khắc phục. Đó. Thì đó cũng là một trong những yếu tố mà nó làm cho cái tốc độ bộ nhớ người ta cũng không thể đẩy lên được là như vậy. Đó. Thì khi mà nhiều lõi như vậy thì các em thấy là cái hoạt động tất nhiên là nó phải phức tạp nha. Thứ hai là multiple roles, tức là bộ vi xử lý nó phải khi nó hoạt động thì nó phải đóng một là một cái phần tử mà một mình nó phải đóng nhiều vai trò trong một cái máy tính. Các vai trò trong máy tính thí dụ như là chạy chương trình, rồi phục vụ hệ điều hành, xử lý nhập xuất, quản lý bộ nhớ. Bản thân CPU nó phải làm rất là nhiều thứ nha, rất nhiều thứ. Chính vì vậy cho nên nó phức tạp nha, phức tạp. Vấn đề thứ ba nữa là vấn đề gọi là protection and privilege. Có nghe tức là máy tính khi nó hoạt động thì trong cái tập lệnh mà người ta thiết kế cho vi xử lý thì không phải là nó tất cả những cái lệnh đó là nó dành cho mọi người sử dụng nha, mọi người sử dụng.
mà trong những cái lệnh của nó thì có những cái mệnh lệnh nó rất là mạnh, rất là mạnh, nhưng những cái lệnh thì nó yếu hơn. Mạnh yếu ở đây có nghĩa là mạnh tức là nó có thể can thiệp vào rất là nhiều thành phần trong hệ thống, yếu hơn có nghĩa là nó chỉ được sử dụng ở một cái mức độ nào đó thôi. Giống như là khi các em, ví dụ như các em học mạng máy tính thì các em biết là nếu là end user, một cái người dùng cuối, thì khi khi mà sử dụng máy tính thì với cái quyền của người dùng cuối thì các em chỉ có thể thực thi được những cái tác vụ mà cái người quản trị người ta cung cấp cho em thôi. Đó. Tuy nhiên nếu như em là người quản trị mạng, quản trị máy thì chúng ta có thể thực hiện những tác vụ sâu hơn. Ví dụ như các em có thể bật tắt các dịch vụ, nha, bật tắt các dịch vụ, hoặc là các em có thể thiết lập những cái mức, những cái thiết lập mà nó sâu hơn mà cái người dùng bình thường không làm được. Thì bây giờ bộ vi xử lý nó cũng vậy, bộ lý xử lý cũng vậy, thì có những cái lệnh bên trong vi xử lý, những cái lệnh mà nó tác động lên thiết bị ngoại vi, tác động lên bộ nhớ, và về mặt hệ thống, về mặt an toàn á, thì người ta chỉ muốn là những cái ứng dụng chạy ở tầm hệ thống, tầm hệ điều hành thì mới được phép sử dụng những cái lệnh đó. Còn các em ở người dùng bình thường khi lập trình thì chúng ta chỉ được dùng mức ở mức độ người dùng thôi. Đó thì cái đó nó gọi là privilege, privilege tức là các lệnh đặc quyền nha, lệnh đặc quyền. Thì chúng ta chỉ chạy được những lệnh đặc quyền khi mà chúng ta có đủ quyền để ta thực thi thôi nha, đủ quyền để thực thi. Còn protection á, thì nó làm cái chế độ hoạt động của bộ vi xử lý mà nó giúp cho bộ vi xử lý có thể chạy đa nhiệm, mà các chương trình, bộ nhớ của các phần chương trình để đa nhiệm nó không bị chồng lấp lên nhau, chồng lấp lên nhau. Trước đây thì các em biết là thí dụ hệ điều hành DOS nha, ta gọi là hệ đơn chương tức là mỗi lúc chỉ có một chương trình thôi. Đầu tiên là hệ điều hành, khi load máy lên là hệ điều hành, và khi hệ điều hành nó chạy rồi á thì các em nhấp đúp vào một chương trình chẳng hạn, hay chúng ta gõ tên một chương trình ta chạy, thì hệ điều hành nó sẽ load chương trình nó vào bộ nhớ rồi nó chuyển điều khiển cho chương trình đó, và trong bộ nhớ chỉ có một chương trình thôi. Thì cái chế độ đó ta gọi là chế độ real mode, và trong máy tính thì mỗi lúc chỉ có một chương trình, cho nên cái bộ CPU nó cũng rất là khỏe, mỗi lúc chỉ có một chạy một chương trình thì không phải lo gì cả, chương trình nào chạy thì chuyển điều khiển cho chương trình đó đó. Nhưng mà từ từ khi có Windows, từ khi Windows hoặc là Unix chẳng hạn, thì nó là những hệ điều hành đa nhiệm. Đa nhiệm có nghĩa là mỗi lúc thì có nhiều chương trình chạy trong máy tính, mỗi lúc có nhiều chương trình thì mỗi chương trình các em biết là nó sẽ dùng một vùng nhớ. À, dùng một vùng nhớ. Như vậy thì làm cách nào để cho cái vùng nhớ chương trình này nó phải được cách ly so với bộ nhớ chế độ đó, thì bộ vi xử lý nó có thể thực thi nhiều chương trình và nó đảm bảo được là cái vùng nhớ cho dành cho các chương trình nó không bị chạy đè lẫn nhau nha, không bị đè lẫn nhau. À, trong CPU thì nó cũng phải đảm bảo các cái tính gọi là phân biệt được là cái phần cứng nào thì có độ tiên cao phần cứng nào. Thì cái này nó rất là dễ hiểu, khi các em đã học về cơ chế ngắt thì chúng ta cũng hiểu cái này. Tức là trong bộ trong trong máy tính thì bộ vi xử lý nó phải đi phục vụ những cái ngoại vi xung quanh, và các ngoại vi xung quanh thì rất là đa dạng, bàn phím, màn hình, rồi IO nha. Như vậy thì để có thể phục vụ một cách sòng phẳng thì bộ vi xử lý nó phải gán cho các thiết bị các cái độ ưu tiên nha, các độ ưu tiên khác nhau, và mỗi thiết bị khi cần phục vụ thì sẽ báo tín hiệu ngắt. Các em đã biết rồi đó. Tuy nhiên nếu mà bộ vi xử lý nhận được hai yêu cầu ngắt đồng thời thì nó sẽ xử lý cái yêu cầu nào có độ tiên cao hơn đó. Rồi bộ vi thì ở đây các em thấy là tôi lấy ví dụ như bây giờ các em thấy cái router chẳng hạn, hoặc là một cái switch đi, thì nó có bộ vi xử lý không? Có nha, có. Nhưng mà cái bộ vi xử lý đó thì do nó chỉ làm những cái việc là đọc gói, phân tích gói, chuyển gói tin thôi, thì cái tập lệnh người ta thiết kế cho nó rất là hạn chế, rất là hạn chế. Thì cái bộ vi xử lý mà dùng cho những cái thiết bị đó thì nó lại không có cái tính và generality như là những cái bộ vi xử lý tổng quát khác, bộ vi xử lý đa năng khác, đúng không? Rồi cũng chính vì cái tính đa năng đó cho nên là cho nên nói một chút về cái gọi là mode execution. Thì thực ra cái này lúc nãy chúng ta có nói đó, mode execution là cái chế độ thực thi trong bộ vi xử lý. Thì trong bộ vi xử lý thì nó được thiết kế để nó có thể thực thi ở hai cái mode. Một cái mode chúng ta gọi là mode user, tức là mode dành cho người dùng bình thường thôi. Còn cái mode nó cao hơn nó gọi là system mode, system mode, user mode và system mode.
Khi ở user mode thì chúng ta sẽ có quyền hạn chế và chúng ta chỉ được thực thi những cái gì mà bộ vi xử lý nó quy định thôi, nha, quy định thôi. Còn system mode thì thật ra nó chỉ dùng cho hệ điều hành. Như vậy là chúng ta nói xong cái phần thứ nhất là nói về lý do tại sao nó phức tạp, nha, phức tạp, và chúng ta chỉ nói mức độ đó thôi. Bây giờ chúng ta sang cái phần thứ hai là chúng ta nói về tổ chức thanh ghi của vi xử lý, tổ chức thanh ghi. Đây là cái phần quan trọng mà các em lưu ý một chút nha. Thanh ghi. Tại vì sau này mình lập trình đó thì mình chỉ thấy thanh ghi thôi, nha, chỉ thấy thanh ghi. Này mình không có đi thiết kế phần cứng. Nha. Đi thiết kế phần cứng thì khi đó là mình có thể là mình sẽ quan tâm nhiều hơn phần trước. Tuy nhiên là mình do chúng ta chỉ sử dụng ở mức là kiến trúc biết thanh ghi nó là như thế nào và cái đặc tính của nó như ra làm sao để chúng ta có thể lập trình được. Và thì như các em đã biết là thanh ghi thì bản chất nó thực chất nó là gì? Thực chất là những ô nhớ bên trong bộ vi xử lý. Nha. Thực chất là cái ô nhớ bên trong. Và vì những cái ô nhớ bên trong này đó thì tốc độ nó rất là nhanh, tốc độ rất nhanh, và để nó tối ưu cái thiết kế vi xử lý, tối ưu đây là tối ưu về mặt chương trình, về mặt tốc độ, về mặt kích thước, rồi tối ưu cả về mặt chi phí sản xuất, thì người ta phải cân nhắc bao nhiêu thanh ghi thì đủ nha. Thế thì về mặt phân loại đó thì thanh ghi vi xử lý nó có thể được phân thành hai nhóm tùy theo cái vai trò của nó. Cái nhóm thứ nhất gọi là cái nhóm thanh ghi gọi là user visible register. Thì đây là những cái thanh ghi mà chúng ta có thể nhìn thấy được, và khi các em lập trình hệ thống, lập trình ở mức ngôn ngữ máy thì chúng ta có thể sử dụng các thanh ghi này trong chương trình của mình như là các biến, như là các biến là những cái thấy được, thấy được. Còn loại thứ hai là những cái loại mà nó phục vụ cho quá trình hoạt động của vi xử lý, cũng như là những cái thanh ghi trạng thái và cái phần vi lệnh nó nhìn vào cái trạng thái đó để nó biết là nó nó phải làm cái gì kế tiếp. Thì cái nhóm control and status là nhóm mà chúng ta không thấy được, nha, ta không thấy được. Để cho các em dễ thấy đó thì chúng ta có thể liên hệ với những cái thanh ghi mà chúng ta đã biết, đã từng biết khi mà chúng ta học ở trong chương 2, khi nói về computer function and interconnection. Thì hồi các em học chương 2, khi giới thiệu computer function thì chúng ta có nói về máy von Neumann, nha, máy von Neumann. Chúng ta có giới thiệu về bộ vi xử lý. Trong vi xử lý thì nó có những cái thanh ghi, ví dụ như là thanh ghi bộ đếm chương trình, nha, thanh ghi bộ đếm chương trình. Tức là thanh ghi mà nó sẽ chỉ đến cái lệnh kế tiếp mà bộ vi xử lý sẽ thực hiện, PC, đúng không? Rồi chúng ta có một cái thanh ghi dùng để chứa lệnh, instruction register, thanh ghi chứa lệnh. Rồi chúng ta có các thanh ghi đệm địa chỉ và thanh ghi đệm dữ liệu. Rõ ràng là những thanh ghi này các em không thấy, mình biết nó hiện diện đó nhưng mình không thấy. Đó, những loại thanh ghi như vậy chúng ta gọi là thanh ghi điều khiển và thanh ghi trạng thái. Thì với những cái máy tính hiện đại hôm nay, ngày nay đó, thì nó có, nha, nó có. Rồi cái nhóm thanh ghi mà chúng ta có thể thấy được, nhóm thanh ghi mà mình có thể thấy được thì nó gồm các thanh ghi gồm các nhóm, đó là cái nhóm bên tay trái mà các em thấy đó, là các thanh ghi đa dụng. Thanh ghi đa dụng tức là những thanh ghi này các em có thể dùng nó tùy ý, nha, dùng cho cái công việc gì cũng được, ta gọi là thanh ghi đa dụng. Thì lát nữa khi đi vào chi tiết cái thanh ghi ấy, thì tôi sẽ giải thích rõ hơn một chút, tức là dùng vào những mục đích khác nhau. Đó. Chúng ta có thanh ghi dữ liệu, nha, thanh ghi dữ liệu thì cái dữ liệu này thì chuyên để chứa dữ liệu thôi, nha, chuyên dữ liệu thôi. Chúng ta có các thanh ghi định vị địa chỉ, nha, định vị địa chỉ thì chúng ta lại có những thanh ghi, thí dụ như là thanh ghi con trỏ lệnh. Xin lỗi, thanh ghi con trỏ phân đoạn, segment pointer, thanh ghi chỉ mục, thanh ghi chỉ mục và thanh ghi con trỏ stack. Thanh ghi con trỏ stack thì các em hình dung là thanh ghi con trỏ lệnh thì nó chỉ đến lệnh thôi, còn con trỏ stack thì nó chỉ đến cái đỉnh stack hoặc là chỉ đến một cái vùng nhớ trong stack. Đó. Còn thanh ghi mà gọi là index thì nó hơi đặc biệt một chút. Như vậy rõ ràng là cái index này nó khác với thanh ghi đa dụng, đúng không? Index tức là ta gọi là thanh ghi chỉ mục. Chỉ mục thì
thì cái thanh ghi này nó thực hiện cái chức năng giống như là các cái biến chỉ số ở trong mảng mà các em đã thấy trong ngôn ngữ cấp cao. Khi các em viết chương trình bằng ngôn ngữ cấp cao thì chúng ta truy xuất cái phần tử của mảng, chúng ta hay dùng cái biến chỉ số đó. Đó thì khi mà các em viết cái lệnh như vậy trong ngôn ngữ máy thì cái thay vì dùng biến chỉ số thì chúng ta phải dùng một cái thanh ghi gọi là thanh ghi chỉ mục nha, thanh ghi chỉ mục đó. Thì những cái loại thanh ghi này nó đặc biệt, nó chỉ dùng cho cái chuyện chỉ mục thôi, cho nên mình không liệt kê nó vào cái nhóm gọi là general purpose đó. Chỉ dùng để chỉ mục thôi. Cái này cũng là đặc biệt ở chỗ là nó chỉ đến cái phân đoạn bộ nhớ nha, phân đoạn bộ nhớ. Ngoài ra thì chúng ta còn một cái loại thanh ghi gọi là thanh ghi cờ. Thanh ghi cờ thì nó chỉ chứa các cái bit cờ nha, các cái bit cờ. Các bit cờ này thì nó dùng để phản ánh cái trạng thái hoạt động chương trình, hoặc là thí dụ như sau một cái lệnh so sánh thì chúng ta sẽ dựa vào cái cờ đó để chương trình quyết định là nhảy hay là chuyển điều khiển đến đâu đó chẳng hạn. Thì đó là những cái loại thanh ghi mà các em có thể thấy trong bộ vi xử lý. Thì như vậy đây là nói chung nha, nói chung. Bây giờ chúng ta sang cái slide kế tiếp á, là cái slide mà các em sẽ nhìn ta thấy được là cụ thể là trong trong các thanh ghi vi xử lý x86 thì chúng ta có những cái thanh ghi như thế nào nha. Chúng ta sang cái slide kế tiếp. Thì trên slide này là tôi giới thiệu hình ảnh của các thanh ghi của họ vi xử lý x86. X86 tức là nó dùng cho các vi xử lý 16 bit và 32 bit. 16 bit và 32 bit. À. Thì nhóm bên tay trái đó là các thanh ghi 16 bit của vi xử lý 16 bit, đại diện là 8088. Nha, 8088. Nhóm bên phải là các thanh ghi của bộ vi xử lý 32 bit mà đại diện là 386. Đó. Bây giờ các em tập trung nhìn cái phía bên tay trái thôi nha, tay trái thôi. Thì trong cái nhóm bên tay trái này thì chúng ta có những cái thanh ghi như lúc nãy ta mô tả, chúng ta có thanh ghi đa dụng nha, thanh ghi đa dụng thì có bốn thanh ghi. Thanh ghi chỉ mục nha, thanh ghi chỉ mục chúng ta có bốn thanh ghi. Thanh ghi phân đoạn tức là nó chỉ đến đoạn nhớ, đoạn bộ nhớ cũng có bốn thanh ghi. Và chúng ta có hai thanh ghi đặc biệt, một thanh ghi cờ và hai là thanh ghi con trỏ lệnh. Cái thanh ghi con trỏ lệnh này nó tương tự như là cái thanh ghi PC mà chúng ta nói ở trong các cái bộ vi xử lý đời trước á nha. Thanh ghi con trỏ lệnh nó dùng để chỉ đến instruction pointer. Ta dùng cái tên là IP đó, instruction pointer nha. Cái thanh ghi này nó chứa địa chỉ của lệnh kế tiếp, địa chỉ của lệnh kế tiếp. Rồi bây giờ mình giới thiệu tổng quan về các thanh ghi này một chút nha, tổng quan một chút. Trong nhóm thanh ghi đa dụng thì chúng ta có bốn thanh ghi ABCD nha, ABCD và đi kèm với cái chữ X phía sau. Đó. Thì A là viết tắt của chữ accumulator, tức là thanh ghi tích lũy, nó tương tự như cái thanh tích lũy mà chúng ta gặp trong các vi xử lý lần trước, thanh tích lũy. Với các vi xử lý cũ thì ta nhớ là nó luôn luôn có cái thanh ghi tích lũy là thanh ghi AC đó. Thì bây giờ cái vi xử lý đời mới thì người ta cũng phát triển dựa trên đó, chắc chắn là người ta có thanh ghi này. Và sau này thì các em thấy là các lệnh của vi xử lý thì nó cũng cũng khai thác cái tính tích lũy này rất là nhiều. Tức là trong nhiều lệnh thì nó hiểu ngầm và mặc định là có xử lý thành có sử dụng thanh ghi tích lũy AX. Thanh ghi đa dụng thứ hai là thanh ghi BX. BX thì B là viết tắt của chữ B từ base, base là cơ sở nha, cơ sở. Thì tại sao gọi là cơ sở? Thì các em hình dung là cơ sở tức là nó dùng để quản lý cái nền nha, quản lý cái nền. Tôi lấy ví dụ về này, các em dễ thấy nè. Thí dụ như chúng trong ngôn ngữ cấp cao chúng ta truy xuất cái mảng đi nha, truy xuất mảng thì ta có cái tên mảng là A đúng không, tên mảng là A, rồi chúng ta sẽ truy xuất đến phần tử A1, A2, A3, A4 gì đấy đó. Thì muốn truy xuất đến các phần tử thì chúng ta dùng cái biến là biến y, biến index nha, index. Thế nếu bây giờ chúng ta viết bằng ngữ cấp cao thì ở ngôn ngữ máy thì sao? Thì cái biến a đó, đó biến a đó để quản lý cái phần tử đầu tiên biến a đó thì người ta dùng cái thanh ghi cơ sở, à, thanh ghi b bx quản lý cái địa chỉ đầu tiên đó. Còn thanh ghi index á, thì nó dùng để chỉ đến những cái ô nhớ trong. Thì hai cách viết này là như nhau,
Các em nhìn cái cách viết phía dưới này nè. Nhìn cái cách viết phía dưới này chúng ta nhìn thấy nó giống như mảng hai chiều đúng không? Giống như mảng hai chiều. Đó. Thì thật ra bạn về mặt bản chất là khi chúng ta viết như vậy đó thì tức là ta hình dung là ta ví dụ tôi có vùng nhớ. Cái vùng nhớ này thì nó chỉ bằng bx. Đó. Rồi tôi cho SI hoặc DI nó chạy. SI và DI chạy trong cái vùng nhớ này. À, chạy chạy chỉnh các ô nhớ đó, đó là mảng một chiều nha, mảng một chiều. Còn nếu như mảng hai chiều thì về bản chất thì mỗi một chiều mảng hai chiều là như nhau, có điều là chúng ta tổ chức nó thôi và chúng ta cái cách truy xuất của mình nó khác đi thôi. Thí dụ bây giờ tôi nói ví dụ mảng hai chiều chẳng hạn đó. Thì bây giờ bx bx thì các em có thể cho nó chỉ đến địa chỉ đầu của mỗi hàng. Còn SI á, thì nó chỉ đến cái độ dời của từng phần tử trên hàng đó. Đúng không? Thí dụ SI chạy đến đây chẳng hạn. SI chạy đến đây thì chúng ta cho BX tăng lên nha, BX tăng lên. Và như vậy thì cái phép viết cái cách viết này thì nó sẽ dùng để chúng ta tham chiếu đến chúng ta tham chiếu đến một cái dòng nào đó trên và một cái cột nào trên dòng. Đúng không? Đó. Thì nói như vậy để các em hình dung được cái công dụng của thanh ghi BX và các thanh ghi chỉ mục SI hoặc là DI nha. Rồi, như vậy là ta vừa giới thiệu về thanh ghi base nha, thanh ghi base. Bây giờ thanh ghi count CX, C là viết tắt của count, thanh ghi đếm nha, thanh ghi đếm. Thì cái thanh ghi này nó dùng cho những cái hoạt động như là hoạt động đếm. Thí dụ như là biến của vòng vòng lặp chẳng hạn. Biến của vòng lặp. Thì cái biết là trong vòng lặp đó thì cái biến nó sẽ tự động tăng hoặc giảm sau mỗi lần lặp. Đúng không? Thì viết ngôn ngữ C thì ví dụ ta viết là for i bằng 0 và i nhỏ hơn n i cộng cộng chẳng hạn. Đó thì thực ra không không tự động đâu. Đâu là có phải có i cộng cộng, đúng không? Thế bây giờ trong trong cái lệnh của vi xử lý ấy, thì cũng sau này các em học các em thấy nó chúng ta cũng có những cái lệnh lập. Và trong cái lệnh lập đó thì người ta sẽ mặc định là CX sẽ là biến là thanh ghi quản lý số lần lập của vòng lập. Đó. Thì rõ ràng là trong trường hợp đó thì cái thanh ghi CX nó được dùng vô cái hoạt động đếm nha, hoạt động đếm. Tuy nhiên các em vẫn có thể dùng CX để làm những cái việc khác. Thí dụ như chúng ta dùng CX là một cái biến chứa giá trị nào đó trong quá trình tính trung gian chẳng hạn thì vẫn dùng được nha. Nhưng mà đưa vào cái hoạt động đặc thù thí dụ như lập lập thì người ta sẽ hiểu ngầm là sẽ dùng biến CX. Đó. DX là thanh ghi dữ liệu, tức là chúng ta dùng để chứa cái dữ liệu bất kỳ trên thật là data. Data. Tức là nhìn chung bốn cái thanh ghi này trong trường hợp tổng quát các em có thể dùng để thay thế cho nhau để chứa dữ liệu. Như vậy tức là các em coi nó như là bốn biến, coi như là trong vi xử lý chúng ta có bốn cái biến có tên là AX, BX, CX và DX. Đó. Và cái tên này cũng chính là tên biến mà các em được sử dụng trong các chương trình sau này. Đúng không? Ngoài ra đó, ngoài ra thì bốn cái thanh ghi này nó lại có cái đặc biệt nữa nha. Bốn thanh ghi có đặc biệt nữa. Đây là các thanh ghi 16 bit. Đây là các thanh ghi 16 bit. Tuy nhiên, chúng ta có thể dùng nó như mỗi thanh ghi nhé. Mỗi thanh ghi như là hai thanh ghi 8 bit độc lập. Thì cái nửa cao ta gọi là phần phần H và nửa thấp ta gọi là phần L. Thí dụ như thanh ghi AX thì mình có thể dùng nó như hai thanh ghi AH và AL. AH và AL. Tương tự như vậy, BX thì ta có BH, BL. CX thì có CH, CL. Và DX thì ta có DH, DL. Nha. Bốn cái thanh ghi này thôi. Còn các thanh ghi khác khi dùng thì chúng ta bắt buộc phải dùng nguyên một cây 16 bit. Chỉ riêng bốn thanh ghi này thì chúng ta có thể dùng như là mỗi thanh ghi như là hai cây 8 bit độc lập. Đó. Rồi nhóm thứ hai là nhóm con trỏ và chỉ mục thì rõ ràng là cái tên thì các em thấy rồi, nó chỉ dùng để con trỏ thì chỉ mục á thì thí dụ như SI và DI. Các em thấy cái tên của nó source index và destination index. Cái này nó dùng cho các phép phép toán những cái thao tác gọi là sao chép vùng nhớ. Sao chép vùng nhớ, sao chép từ vùng nhớ này sang vùng nhớ khác á thì cái chỉ mục đến các ô nhớ trong vùng nhớ thì chúng ta sẽ dùng SI. Vùng nhớ nguồn là SI, vùng nhớ đích là DI. Còn
Còn hai thanh ghi SP và BP thì khá là đặc biệt. Đây là hai thanh ghi chỉ dùng cho stack thôi. Chỉ dùng cho stack. Nào. Thì các em biết là stack thì hoạt động nó là cấu trúc là first in first out đúng không? First in first out. Xin lỗi. Last in first out chứ. À, đây, stack là nó tổ chức theo kiểu này. Tôi hay vẽ cái stack theo kiểu này. Thì thật ra thì đúng là nó hoạt động giống như cái thùng. Nha, cái thùng. Khi mà chúng ta bỏ cái giá trị vào trong stack thì cái giá trị nào vào trước thì bắt buộc phải lấy ra sau thôi. Cho nên ta gọi là last in first out là như vậy. Nên thường vẽ stack là tôi vẽ dạng cái thùng. Đúng như vậy. Đúng như vậy, cái gì bỏ rồi trước ra sau. Cái gì vào trước thì phải ra sau. Nha. Thế thì như vậy thì cứ 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 tôi nhét vào cái gì đó thì tôi sẽ phải có một cái con trỏ đến đỉnh stack nha, đến đỉnh stack, top of stack, đỉnh stack đó. Và để quản lý đỉnh stack thì chúng ta sử dụng thanh ghi là SP nha, ghi SP stack pointer. Thanh ghi này chuyên dùng để quản lý đỉnh stack rồi. Vậy các em bỏ cái gì đó vô thì stack nó sẽ dâng lên và SP nó sẽ dâng lên. Còn khi chúng ta lấy ra thì SP nó sẽ hạ xuống nha, hạ xuống. Đó. Thế còn BP là cái gì? BP là cái con trỏ mà chúng ta dùng để chúng ta tham chiếu đến các ô nhớ bên trong stack. Tại vì trong stack này đó thì rõ ràng là chúng ta chỉ có thể nếu mà chỉ có SP thôi á, thì lúc nào mình cũng chỉ có thể tham chiếu đến cái phần tử ở trên đỉnh thôi, phần tử trên đỉnh thôi. Thế nếu bây giờ tôi muốn lấy một phần tử nào đó trong này thì sao? Nha, một cái phần tử nào đó trong này thì sao? Đó. Thì lúc đó người ta phải dùng đến một cái thanh ghi mà chúng ta gọi là ghi BP. Cái tên đó là BP. Base pointer. Tại vì các em biết là cái stack á, thì nó sẽ dâng lên hạ xuống trong quá trình mà chương trình hoạt động. Nha, dâng lên hạ xuống trong quá trình chương trình hoạt động. Đó. Cho nên bắt buộc là chúng ta phải có một cái gì đó làm mốc. Nha, làm mốc để từ đó chúng ta suy ra vị trí của các cái ô nhớ trong stack. Thì cái thanh ghi mà làm mốc đó đó nó chính là BP, gọi là base pointer. Nha. Và từ cái thanh ghi làm mốc này người ta có thể tính ra được biến riêng nha, biến riêng, vị trí của biến riêng cũng như là các tham số khi chúng ta truyền vào cho các chương trình con. Mà khi các em viết bằng ngôn ngữ cấp cao á, khi chúng ta viết chương trình bằng ngôn ngữ cấp cao á thì các em nhớ là ví dụ các em gọi chẳng như các em viết một chương trình con A chẳng hạn, đúng không? Với tham số là xi ví dụ đó, thì khi mà chúng ta gọi cái chương trình con này đó thì xi á, nó sẽ được bỏ vào trong stack, xi nó được bỏ vào trong stack đó. Rồi trong chương trình con a này chúng ta khai báo biến riêng biến t chẳng hạn thì biến t nó cũng được bỏ vào trong stack đó. Vậy thì bây giờ làm sao mà có thể truy xuất vào các biến này thì lúc đó ta dùng đến bp nha. Từ từ cái nền bp này chúng ta tính, chúng ta xác định được giá trị của các cái tham số và chúng ta xác định được cái biến riêng ở đây nha. Thì đến cái phần hợp ngữ phía sau thì chúng ta sẽ học về cái cách để chúng ta sử dụng các thanh. Rồi ngoài ra thì và lưu ý là những thanh ghi này thì chúng ta chỉ có thể dùng là ghi 16 bit thôi nha, chỉ có thể dùng 16 bit thôi. Chúng ta đến nhóm kế tiếp là nhóm thanh ghi phân đoạn. Thanh ghi phân đoạn thì tại sao phải có phân đoạn, thì đến cái phần giải thích về bộ nhớ phía sau thì ta sẽ hiểu. Tuy nhiên là đơn giản là thế này, là một cái chương trình khi chạy, một chương trình khi chạy thì nó phải có các cái vùng bộ nhớ khác nhau, tạm gọi là các vùng bộ nhớ khác nhau. Chúng ta sẽ có vùng bộ nhớ chỉ chứa mã lệnh thôi nha, rồi có vùng bộ nhớ là chứa dữ liệu thôi, rồi có vùng bộ nhớ dành cho stack đó. Thì mỗi những cái vùng bộ nhớ như vậy chúng ta gọi là các phân đoạn nha, phân đoạn nó phân chia rạch ròi ra như vậy. Thế thì cái code của mình khi mình viết ra đó, khi các em viết chương trình, các em có khai báo rồi, các em trong ngôn ngữ cấp cao đó, chúng ta thấy cái chương trình mình nó có một cái format đúng không? Format thì cái đó là format dưới dạng là ngôn ngữ cấp cao thôi. Nhưng khi chúng ta dịch nó ra mã máy á, thì cái chương trình dịch nó sẽ tổ chức code và dữ liệu mà các em đã khai báo thành các vùng bộ nhớ như là các segment mà chúng ta thấy ở đây. Tức là chúng ta sẽ có những vùng chỉ chứa code thôi, rồi có vùng data thôi, có vùng là stack thôi. Đó. Thế thì khi mà chương trình được nạp vào bộ nhớ nha, nạp vào bộ nhớ
thì chính bộ vi xử lý ấy, nó sẽ đặt các cái thanh ghi này chỉ đến các cái vùng đó, chỉ đến các vùng đó, để sau đó sau khi nó chỉ đến cái vùng đó rồi ấy, thì sau đó tất cả những cái gì mà chúng ta thao tác, thí dụ như lấy lệnh, thì nó chỉ tham chiếu đến cái vùng nhớ của thanh ghi gọi là CS thôi, nha, ghi CS thôi. Hoặc lấy dữ liệu thì tham chiếu đến vùng nhớ do thanh ghi DS. Còn nếu nếu lấy dữ liệu trong stack thì tham chiếu vùng nhớ do thanh ghi SS quản lý. Đó. Thì những cái thanh ghi này ta gọi là các thanh ghi phân đoạn, và các vùng nhớ đó chúng ta gọi là các phân đoạn nhớ, nha, phân đoạn nhớ. Còn các phân đoạn đó được tổ chức như thế nào thì chúng ta sẽ nói ở phía sau, nha, ta nói phía sau. Thì các thanh ghi này cũng là thanh ghi 16 bit, nha, 16 bit. Và chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng những cái thanh ghi này trong quá trình chúng ta lập trình để chúng ta điều khiển các cái vùng nhớ trong trong máy tính. Nhóm thanh ghi cuối cùng là có nhóm thanh ghi trạng thái chương trình, thì chúng ta có thanh ghi cờ, nha, thanh ghi cờ và thanh ghi còn trỏ lệnh, nha. Thanh ghi cờ chi tiết của nó thì chúng ta sẽ nói phía sau. À, như vậy là chúng ta vừa giới thiệu xong các thanh ghi của các của vi xử lý 16 bit nha, 16 bit. Thì trong đó nhắc lại thanh ghi đa dụng, bốn cái thanh ghi đa dụng thì chúng ta có thể dùng nó như là một thanh ghi 16 bit, hoặc là có thể dùng từng phần 8 bit của nó một cách độc lập nha, từng phần 8 bit một cách độc lập. Đó. Là các em nhớ dùng tôi cái tên luôn nha. Cái tên này nó cũng là giống các thanh ghi đa dụng. Đối với các thanh ghi đa dụng thì các em coi cái tên này giống như tên biến luôn. Và những cái tên này chúng ta sẽ sử dụng trong chương trình hợp ngữ như là các tên biến mà chúng ta không phải khai báo. Nha, không phải khai báo. Rồi, đó là thanh ghi 16 bit nha, trên các vi xử lý 16 bit. Bây giờ chúng ta nói về các thanh ghi của các vi xử lý 32 bit, đại diện là vi xử lý 80386. Đó, 80386. Thì đối với các thanh ghi mở rộng, thanh ghi 386 á, vi xử lý 386 thì để đảm bảo tính tương thích ngược đối với các cái chương trình viết trên các hệ máy 16 bit thì người ta mở rộng các thanh ghi 16 bit ra thành các thanh ghi 32 bit. Và đơn giản là người ta thêm chữ E vào phía trước. E vào phía trước. Thí dụ chúng ta có thanh ghi AX là thanh ghi 16 bit, thì bây giờ chúng ta sẽ có thanh ghi EAX là thanh ghi 32 bit. Thì tương tự như vậy ta có E, B, C, D, đúng không? S, P, B, P, S, E, D, D cũng cũng như vậy nha. Và nó có cái đặc biệt là như vậy, đó là nó hơi khác, nó khác chút, tức là ở đây á, thanh ghi 32 bit này nè thì chúng ta chỉ có thể dùng như là một cây 32 nha, hoặc là một nửa 16 là nửa thấp thôi, còn cái nửa này không có tên nha, chúng ta không dùng nửa này được, hoặc là dùng nguyên cây nha, hoặc là dùng phân nửa thấp này thôi, còn cái phần này không dùng được. Rồi trong nửa thấp này chúng ta có thể dùng hai nửa là A, H, A, L như là chúng ta đã nói ở phía bên này. Đúng không? Thì các thanh ghi S, P, B, B, P, S, E, D, S, I, D, I thì nó cũng giống như vậy. Nha, giống như vậy. Thế là chúng ta gọi tên là 32 hoặc là 16. Đó. Thực ra trong 386 thì cái phân đoạn ở đây nó sẽ có thêm hai cái thanh ghi nữa, đó là FS và GS nữa, thêm hai thanh nữa nha, chúng ta không có thấy cái hình ở đây nó có hai thanh nữa. Rồi, đó là về tổng quan của thanh ghi nha. Mà thanh ghi bây giờ chúng ta nói một chút về các thanh ghi cờ, nói một chút về thanh ghi cờ. Thanh ghi cờ là flag, hay là chúng ta gọi là program status walk, là thanh ghi 16 bit. Đối với hệ 32 bit thì là thanh ghi 32 bit. Đó. Thì trong thanh ghi cờ này thì thực ra là khi mà chúng ta lập trình á thì mình chỉ dùng một số ít cờ của nó thôi, và chủ yếu là các cờ mà nó đã dùng cho các hệ máy 16 bit nha, 16 bit. Còn thực ra nó đến những cái hệ máy 32 bit thì cờ nó 32 bit và nó nhiều cờ hơn. Tuy nhiên trong quá trình mà chúng ta lập trình á, thì chúng ta chỉ dùng những cái cờ của cái hệ máy 16 bit thôi. Và
Nó sẽ có như mình dùng chủ yếu là mình sẽ dùng chủ yếu là tám chín cái cờ nha, chín cái cờ. Trong đó thì chúng ta có 6 cờ chỉ trạng thái nha, 6 cờ chỉ trạng thái, conditional bit. Thì 6 cờ chỉ trạng thái thì nó có cờ là cờ nhớ này. Nha, cờ nhớ. Rồi khi chúng ta làm phép cộng mà có số dư đem qua hàng kế tiếp á, thì khi đó là cờ nhớ nó sẽ bật lên nha. Rồi chúng ta có cờ và cờ chẵn lẻ. Cờ chẵn lẻ. À, chẵn lẻ thì nó dùng cho các cái phép kiểm tra chẵn lẻ mà các em đã biết ở trong cái phần mạng máy tính nha. Chúng ta có cờ nhớ phụ. Cờ nhớ phụ tức là trong trường hợp mà chúng ta thực hiện cái phép trên các số 4 bit nha, mà nó có số nhớ mang qua hàng cái phần cao trên 4 bit nữa đó, thì khi đó là cái cờ nhớ phụ này ta sẽ sử dụng. Rồi zero sẽ bật lên khi mà kết quả phép tính là zero nha, kết quả phép tính là zero. Cờ dấu sẽ bật lên khi kết quả là dấu hiệu của phép là số có dấu. Số có dấu là cái số mà cái bit MSB, tức là Most Significant Bit, bằng 1. Nha. Còn cờ overflow là cờ tràn nha, cờ tràn. Cái cờ này sẽ diễn nó sẽ bật lên khi mà kết quả phép tính bị tràn. Nha, kết quả bị tràn. Đó là các bit điều kiện nha, các bit điều kiện. Ngoài ra thì chúng ta sẽ có một số cái cờ nó là mode bit. Nó chỉ có ba cái cờ thôi. Ba cờ. Thì cái mode này là mode hoạt động của vi xử lý nha. Thì thứ nhất là craft flag, tức là cờ gọi là cờ cờ 7. Thì khi mà cái cờ này bật lên đó, thì bộ vi xử lý nó sẽ thực thi từng lệnh một theo kiểu là step by step. Thì các cái chương trình dịch đó, các cái chương trình ai các cái công cụ lập trình IDE á, các em thấy là chúng ta chạy chế độ debug á, thì để chạy được chế độ debug đó thì cái trình đó nó sẽ bật cái cờ của vi xử lý lên. Thì khi mà vi xử lý nó thấy cái cờ nó bật lên á, thì nó sẽ chạy chạy xong một lệnh nó dừng lại, chạy xong lệnh nó dừng lại, và xong lệnh lại. Thì chúng ta dùng cái cờ này để chúng ta bật cái chế độ là chế độ gỡ rối chương trình nha, gỡ rối chương trình. Rồi chúng ta có một cái cờ gọi là cờ cho phép ngắt nha, cho phép ngắt. Đó. Thì khi bật cái cờ này lên thì bộ vi xử lý nó sẽ nhận các ngắt từ thiết bị bên ngoài. Tuy nhiên nếu mà các em không muốn nhận ngắt bên ngoài thì chúng ta hạ nó xuống, và khi nó hạ nó xuống thì có ngắt tới thì nó sẽ bỏ qua. Nha. Trong những cái cờ này thì có một cái cờ mà chúng ta có thể dùng tới, đó là cờ hướng df. Nha. Thì trong những cái lệnh vi xử lý sau này các em học thì chúng ta có lệnh gọi là lệnh xử lý chuỗi, gọi là string processing. Thì những cái sự lệnh xử lý chuỗi là những cái lệnh mà thao tác trên vùng nhớ liên tục, giống như thao tác trên mạng á. Tôi lấy ví dụ như chúng ta sao chép hai vùng nhớ chẳng hạn, thì thường để sao chép hai vùng nhớ là chúng ta sẽ dùng SI, chúng ta chọn đến đầu vùng nhớ nguồn, rồi chúng ta lấy DI, chúng ta chọn đến đầu vùng nhớ đích, đúng không? Rồi chúng ta ra lệnh sao chép nha, ra lệnh sao chép. Thì bộ vi xử lý nó sao chép một cách tự động, số phần tử mà nó sao chép sẽ nằm trong cái thanh ghi CX đó. Tuy nhiên bây giờ câu hỏi đặt ra là sao chép theo hướng nào, hướng tăng hay là hướng giảm đó. Thì cái hướng tăng hay hướng giảm là phụ thuộc vào giá trị của cờ này. Nếu cờ này bằng 0 thì bộ vi xử lý sẽ thực hiện sao chép theo hướng tăng, và nếu cờ này bằng 1 nó sẽ thực hiện theo hướng giảm đó. Là cái cách mà chúng ta sử dụng cái cờ này. Thì sau này khi mà nói về các lệnh xử lý chuỗi thì lúc đó chúng ta sẽ nói đến các cờ này nha. Như vậy là chúng ta vừa nói xong các cái cờ, chúng ta có condition condition bit và mode bit nha, mode bit. Bây giờ chúng ta sẽ nói nốt luôn cái họ thanh ghi của các vi xử lý 64 bit. Đó, 64 bit. Thì với những vi xử lý 64 bit á, thì nó cũng là mở rộng của thanh ghi của vi xử lý 32 bit thôi. Nhưng mà chỉ có điều là bây giờ cái tên của nó thì nó không dễ nhớ như bên kia nữa. Bên kia thì chúng ta thấy là ta thêm chữ E, đúng không? Thêm chữ E. Thì đây là chúng ta thêm chữ R. R. Thì hãy thấy R là lấy 32 bit, là 64 bit nha. R là 64 bit. Và đây là hình ảnh của những cái phần mà chúng ta có thể sử dụng trong cái thanh ghi trong cái việc xử lý bằng 64 bit. Đó. Như vậy thí dụ thanh ghi ERX chẳng hạn thì nó sẽ gồm một cái phần 32 bit phần cao không có tên. Nha. Và phần thấp EAX giống như trong các hệ máy 32 bit. Đó.
Trong cái AIX này thì chúng ta không dùng được cái phần cao của nó, dùng riêng phần cao được. Riêng phần thấp 16 bit thì ta có thể dùng như là hai thanh ghi H và L. Nha. Tương tự như vậy chúng ta có BX, CX, DX, SIDI, BP, SP, IP là mình cũng có thể dùng từ phần 1. Nhưng mà như vậy là chúng ta chỉ dùng nhớ là phần thấp thôi. Nha, phần thấp. Ngoài ra đối với các vi xử lý 64 bit thì chúng ta ngoài các thanh ghi giống như là các thanh ghi đa dụng và thanh ghi chỉ một như chúng ta đã biết đối với các hệ 16 và 32 bit thì bây giờ đối với các số hệ 64 bit thì chúng ta có thêm 8 thanh ghi R từ R8 cho đến R15 và những cái tên đặt như vậy thì thực sự là cũng hơi là khó nhớ nha. R8 đến R15 và cái phần mà các em có thể sử dụng. Thí dụ R8D là phần 32 bit, nửa thấp 32 bit của thanh ghi R8. Đó. Trong thanh ghi R8D thì chúng ta có thể dùng phần thấp của nó bằng 2, tức là như vậy là gì? Như vậy là cái thanh ghi này thì chúng ta có thể dùng như là một thanh ghi R8D và phần thấp 16 bit. Cái phần thấp 16 bit này nè thì chúng ta dùng với tên là R8VW hoặc R8B. R8VW tức là chúng ta sử dụng một guộc 16 bit đó. Còn R8B là chúng ta dùng 8 bit thôi.